Hello, xin chào toàn thể các bác nha. Ngày hôm nay em tiếp tục giới thiệu với các bác một mẫu sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu Chu Sao. Đấy, và model là AK8800. Dòng này mặt form thì các bác nhìn rất là giống một số model vang như thế này trên thị trường nhé, nhưng các bác đừng so sánh khẩu kiếm, bởi vì loại này là thiết hệ là mới, có thể gọi là mới nhất đi, nhưng mà vẫn là cấu hình cũ và mặt form cũ thôi, được cải thiện hơn là cái chất lượng. Đấy. Có giải mã cấp quang các bác nhé, có giải mã cấp quang. Đấy. RS232 giao tiếp USB máy tính, input và counter xung vang. Hỗ trợ tổng cộng là 5.1 cho các bác về dùng cơ bản là hai cửa form, hai cửa xung vang. Đấy, một counter và một sub. Đấy, và quạt công tắc nguồn. Ở giá thì cũng rất là tốt thôi. Các bác nào quan tâm cũng liên hệ trực tiếp nhé. Đấy, còn phần bên trong ruột gan thì em xin nhắc lại là đây, các bác cũng có thể nhìn thấy tem. Đấy. Rồi. Thì bây giờ chúng em sẽ set up vào để cho các bác xem là mặt form của nó như nào các bác nhé. Rồi, ok, đây là mặt form của em kết nối nguồn điện rồi. Đấy, công tắc đằng sau bật lên cái nó sẽ hiện lên như này. Ở cái này chỉnh tay full rất là dễ nha, chỉnh full tay luôn, rất là dễ. Đấy, thì các bác nào đã dùng cái đời X rồi thì thôi, nhìn cái này chắc là biết là hàng này chất lượng nào. Đây, ở bên trong nó có bút miếc màu vàng. Đấy, rất là nặng. Đấy, về chất lượng loại này thì thôi khỏi phải bàn rồi. Đây này em chỉ gọi demo thôi nhá, còn chưa kết nối được, dây jack lòng hoàng lắm, đêm rồi, muộn rồi. Hẹn bữa khác các bác nha. Rồi, các bác nào quan tâm thì vui lòng liên hệ, giá em để dưới phần mô tả các bác nha.